Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi đưa thịt chó và rượu vào buồng giam, các phạm nhân ăn nhậu, tiệc tàn, phạm nhân xảy ra xung đột dẫn đến việc đánh nhau ngay trong buồng. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị khán giả cùng với chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Tòa án Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2016 đưa Nguyễn Văn Thường, sinh năm 1988 và Nguyễn Quang Thảo, sinh năm 1990, cùng trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội ra xét xử tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, trại tạm giam số 3 Công an Hà Nội tiếp nhận và đưa 11 phạm nhân vào buồng giam T1 để quản lý. Trong các phạm nhân này có Nguyễn Văn Thao, sinh năm 1972, quê Hà Nam, đang chấp hành án về tội cố ý gây thương tích. Nguyễn Văn Thường đang chấp hành án tù về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Quang Thảo đang chấp hành án tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, bà Nguyễn Thị Việt, sinh năm 1959 và Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1987, đến trại tạm giam thăm gặp Thường. Trong lúc thăm gặp, Thường đã nhờ Hưng mua và gửi 1 cân thịt chó, 3 lít rượu, mấy cái bánh gối, bàn chải đánh răng, khăn mặt và hướng dẫn anh Hưng gửi vào trại bằng cách đưa đồ qua đường nước chảy từ hố ga chuồng lợn của trại. Khi đưa vào bên trong sẽ có người lấy và chuyển vào buồng giam cho Thường. 10 ngày sau, Hưng mua thịt chó, rượu và làm các cách hướng dẫn của Thường. Ở bên trong trại, Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1992, quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đang chấp hành án tại trại giam số 3 và đang làm ở đội bếp được Thưởng nhờ và đưa đồ vào buồng giam. Sau khi nhận Thưởng và Thảo bày mâm cùng các phạm nhân trong buồng giam ăn uống, trong lúc ăn uống, Thao nói với phạm nhân Nguyễn Văn Hạnh về việc trước đó dù đêm đã khuya nhưng Thao vẫn nói chuyện to làm không ai ngủ được. Tuy nhiên Thưởng và Thao can và cho rằng em nó còn trẻ, sắp hết án nên bỏ qua. Tiệc rượu thịt chó tàn khi các phạm nhân đi nghỉ thì Thường nói với Thao, lớn rồi, già rồi, còn em nó ít tuổi thì thôi. Nghe thấy vậy, Thao lập tức văng tục và dọa, đứa nào động vào người tao. Nghe thấy vậy, Thường liền đứng dậy liên tục dùng chân đạp vào mặt Thao. Thảo cũng hùa vào tấn công đàn anh ở cùng buồng giam. Thấy vậy, các phạm nhân khác lao vào can ngăn thì cùng lúc cán bộ quản giáo đi qua và phát hiện sự việc. Thao được đưa đi cấp cứu tại y tế trại và sau đó chuyển xuống bệnh viện quân y 103. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2015, Thao tử vong. Bị truy tố tội cố ý gây thương tích ngày 13 tháng 6, Tòa án Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Thưởng 13 năm tù giam. Nguyễn Quang Thảo nhận án 10 năm tù. Đối với hành vi của lãnh đạo cán bộ quản giáo trại tạm giam số 3 Công an Hà Nội, trong ca trực ngày 24 tháng 10 năm 2015 để các đối tượng đưa vật cấm vào buồng giam ăn, uống dẫn đến đánh nhau, hậu quả phạm nhân Thao tử vong. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã tách ra thành vụ án khác để chuyển cho Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục điều tra xử lý sau. Ngày 20 tháng 7 năm 2015, có một nguồn thông tin nhận được đơn kêu cứu của gia đình phạm nhân Vũ Nam Ninh, 45 tuổi, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Nội dung đơn trình bày, chiều 10 ngày trước, gia đình được cán bộ trại giam số 1 Hà Nội, trại 1, báo tin anh Ninh đã chết. Hẹn gia đình 14 giờ ngày 21 tháng 7 đến bệnh viện 198 Bộ Công an để làm việc. Ngày 18 tháng 7, trại 1 đưa em tôi vào viện 103 Hà Đông mà không thông báo cho gia đình biết tình trạng sức khỏe của em trai tôi. Hai ngày sau đó, tức chiều ngày 20 tháng 7 có cán bộ thông báo cho gia đình là em tôi đã mất. Chiều hôm sau, người thân mới được vào nhà xác để nhìn mặt. Đơn viết, gia đình anh Ninh đặt nghi vấn anh này tử vong do bị đánh đập và không đồng ý mổ tử thi. Đồng thời gửi đơn kêu cứu tới cơ quan điều tra. Chiều 30 tháng 7 năm 2015, Thượng tá Lại Hợp Nhã, Phó Giám thị trại 1 cho biết, căn phạm Vũ Nam Ninh từng có 3 tiền án 1 tiền sự. Ngày 19 tháng 1, phạm nhân chuyển tới trại 1, được khám sức khỏe theo quy định, kết quả bình thường. Ninh khai từng có tiền sử bệnh cao huyết áp. Quá trình phân loại phạm nhân để giam giữ và quản lý tuân thủ đúng pháp luật. Ngày 15 tháng 5, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình xét xử tuyên phạt Ninh 8 năm tù giam về hành vi cướp tài sản. Trong quá trình giam giữ cải tạo tại trại 1, các y tế trại luôn khám sức khỏe định kỳ cho phạm nhân, 1 tuần 2 lần khám. Tính đến ngày 18 tháng 7, tổng cộng 9 lần khám, phạm nhân có các biểu hiện ho, sốt và tê chân. Cũng theo Thượng tá Nhã, chiều 18 tháng 7, phạm nhân Ninh có biểu hiện đau đầu, khó chịu. Cán bộ quản giáo đã báo y tế trại để cấp cứu. Y tế trại tiên lượng, Ninh bị bệnh nặng,
đã chuyển lên bệnh xá trại, sau đó đề xuất chuyển thẳng lên Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Chiều 20 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông thông báo Phạm Nhân Ninh tử vong. Theo giấy báo tử của bệnh viện, nạn nhân chết do ngưng tuần hoàn, hôn mê chưa rõ nguyên nhân. Cũng theo Phó Giám thị Nhã, nhận được tin báo từ bệnh viện, trại đã thông báo cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội và gia đình của nạn nhân biết. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã mời Viện Pháp y Trung ương, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội, thành lập Hội đồng Pháp y và mời gia đình nạn nhân chiều 21 tháng 7 đến nhà xác bệnh viện để tổ chức pháp y tử thi. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý pháp y tử thi. Tính đến nay, trại đã mời gia đình tới 4 lần lên gặp để thống nhất quan điểm, nhưng họ không đồng ý. Về việc thông báo muộn 2 ngày sau khi nạn nhân nhập viện, theo ông Nhã, để thông báo cho gia đình, phải chờ kết quả của bệnh viện và thông báo bằng văn bản. Hôm nạn nhân nhập viện lại đúng vào ngày thứ 7. Việc chuyển thi thể nạn nhân đến nhà xác bệnh viện 198, theo ông Nhã, vì bệnh viện Hà Đông chỉ có 2 tủ xác, trong đó một tủ đã hỏng nên phải chuyển sang bệnh viện 198. Các vết bầm, chảy máu mũi trên cơ thể của nạn nhân, theo ông Tiến, cần làm pháp y tử thi mới có kết luận chính xác. Cũng theo Phó Giám thị trại 1, ngày 30 tháng 7, Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội đã mời gia đình nạn nhân lên để làm việc, thống nhất phương án có làm pháp y tử thi hay không. Thưa quý vị, đây không phải là vụ án đầu tiên mà các tù nhân đang thi hành án lại tử vong trong trại giam. Vậy nguyên nhân là do đâu? Dưới đây là một số vụ việc thương tâm khác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 18 tháng 3 năm 2020, chị Lê Thị Nga, sinh năm 1981, trú xã Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An cho biết. Hiện chị và gia đình đang tập trung tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết đột ngột của chồng chị là anh Nguyễn Trọng Thờ, sinh năm 1979, đang thi hành án phạt tù tại trại giam số 6. Theo chị Nga, trước đó, tháng 10 năm 2019, anh Thờ đi thi hành án phạt tù với thời gian 9 tháng vì tội cố ý gây thương tích tại trại giam số 6, Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Khoảng 8 giờ ngày này, 18 tháng 3, chị Nga bất ngờ nhận được điện thoại từ cán bộ trại giam thông báo tin buồn về việc anh Thờ đã tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An và nói gia đình chị xuống làm thủ tục để nhận thi thể về. Nhận được tin báo, chị Nga cùng với gia đình tức tốc xuống bệnh viện để nhận thi thể chồng. Theo chị Nga, trước đây chồng chị không bị bệnh gì. Thời gian ở trong trại, sức khỏe của anh Thờ cũng rất tốt, nên cái chết đột ngột của anh Thờ khiến gia đình nghi vấn có sự bất thường. Gia đình chị Nga sau đó đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng chị. Họ nói anh ấy bị đau khi 2 giờ sáng và đưa xuống viện lúc 3 giờ sáng thì tử vong. Không rõ là tử vong ở trong trại, trên đường hay xuống viện mới tử vong. Cách đây khoảng 1 tháng, tôi có đến thăm và thấy anh có béo lên, sức khỏe tốt. Thứ 6 vừa rồi anh ấy có gọi về. Anh ấy nói mọi chuyện bình thường, sức khỏe tốt. Ở nhà anh ấy khỏe mạnh, chưa bị bệnh gì cả. Mà bây giờ đột ngột tử vong như vậy nên gia đình rất mong chờ các cơ quan sớm làm rõ nguyên nhân. Chị Nga trình bày thêm. Trao đổi với một lãnh đạo trại giam số 6 xác nhận, trường hợp phạm nhân Nguyễn Trọng Thờ đã tử vong khi đang thi hành án tại trại giam này là do bệnh lý. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ở một vụ việc khác, ngày 6 tháng 7 năm 2021, theo một nguồn tin cho biết, ngày 29 tháng 3, bị can H, sinh năm 1995, hộ khẩu quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án được chuyển đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 6 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng 21 ngày từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 26 tháng 7 đối với H để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi vào trại tạm giam Chí Hòa, H được kiểm tra sức khỏe và cách ly y tế. Sau thời gian cách ly y tế, H được chuyển về buồng giam. Khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 7,
Tại trại tạm giam Chí Hòa phát hiện Hát bị sốt nên trích xuất đưa đến bệnh viện 30 tháng 4 để khám bệnh. Hát nhập viện 18 giờ cùng ngày. Khoảng 22 giờ 44 phút ngày 3 tháng 7, Hát tử vong tại bệnh viện với chẩn đoán ghi nhận về nguyên nhân tử vong: suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi, test nhanh và RTC sàng lọc COVID-19 tại bệnh viện dương tính. Ngày 4 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của Hát là phù phổi cấp. Liên quan đến vụ việc bị can Dương Quốc Minh sinh năm 1998, ngụ tại quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, chết trong thời gian bị tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa ngày 3 tháng 3 năm 2021. Bà Triệu Ngọc Bình, mẹ của Minh cho biết vừa nhận được văn bản thống nhất kết luận giám định từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông báo dấu hiệu chính qua giám định: nhiều vết xây sát da, bầm tụ máu và rách da trên cơ thể, xương sọ và mô não không tổn thương, khí phế quản có nhiều dịch lẫn mảnh thức ăn màu nâu xám, hai phổi phù, các tạng khác không dập vỡ, xương khớp không tổn thương. Về kết quả xét nghiệm mô bệnh học, chảy da, tụ máu dưới da và trong cơ, bỏng da bụng do điện, phù phổi cấp, có dị vật giống mảnh thức ăn trong phổi, viêm thượng thận mạn, các tạng sung huyết. Cũng theo thông báo, nguyên nhân chết là do ngạt do hít sặc thức ăn vào đường thở, đa chấn thương phần mềm. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong lúc cán bộ quản giáo dẫn giải bị can Minh từ buồng tạm giam số 24, khu BC thuộc đội quản giáo số 2 đến đội quản giáo số 1 để làm việc, thì Minh có hành vi chống đối, vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của các cán bộ dẫn giải rồi bỏ chạy, tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích. Cán bộ quản giáo kịp thời can ngăn, khống chế đưa Minh đến đội quản giáo số 1. Trong lúc đang đợi làm thủ tục nhập buồng, Dương Quốc Minh có biểu hiện mệt, khó thở. Bệnh viện Chí Hòa thuộc trại tạm giam Chí Hòa đã thăm khám đo mạch, huyết áp bình thường, nhưng sau đó Minh có biểu hiện lơ mơ, không tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện Chí Hòa để cấp cứu. Đến khoảng 15 giờ 35 phút, đội cấp cứu 115 đến tiếp tục hồi sức, đồng thời đề nghị bệnh viện Chí Hòa chuyển Minh đến bệnh viện Trương Vương. Bác sĩ bệnh viện Trương Vương chẩn đoán Minh tử vong trước khi nhập viện và chưa rõ nguyên nhân. Cũng theo thông báo này, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đang kiểm tra xác minh vụ việc trên. Trước đó, bị can Dương Quốc Minh bị bắt và tạm giam tại trại tạm giam Chí Hòa từ ngày 6 tháng 11 năm 2019 do có liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng. Tối 6 tháng 1 năm 2021, bà Bình được công an thông báo Minh đã chết do tự tử và yêu cầu đến nhận thi thể. Sau khi khám nghiệm tử thi ngày 8 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra và trại tạm giam Chí Hòa lập biên bản giao thi thể Minh cho bà Bình về lo hậu sự. Sau đó bà Bình đã gửi đơn trình báo đến Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Minh. Những thông tin trên cũng đã khép lại vụ án của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.